Âm thanh Tuấn ở Kiên Giang, xin chào toàn thể anh em ạ. Kênh em lên sóng một đô loa đến từ Mỹ Xịn, hiệu Phi-Way. Đây là dòng loa 3 way chưa bài hát karaoke. Và mặt trước đây là một chiếc Ecam bằng lưới, cũng như là một tem Phi-Way màu nâu đất nha anh em, rất là đẹp luôn và tương đối là khá mới. Em sẽ lột chiếc Ecam ra cho anh em xem này. Ecam này Ecam còn đẹp nha, và còn mới lắm, rất là mới luôn. Hầu như là cặp này đẹp khoảng 90% ăn lên rồi. Em sẽ bóc Ecam của hai loa ra cho anh em xem này. Đó. Rồi, như mặt trước đây, em sẽ soi xa ra cho anh em thấy đều ba loa. Đó, ở phía dưới là loa bass 40 từ 220 của 100, bên trên là loa chép kèn, còn bên trên top bên trên nữa là loa chép xì nha anh em. Cũng là một đốt thông hơi rất là dài ở phía bên tay phải của em đây. Đây như loa bass này, anh em thấy. Loa bass là loa bass 40 nha, tình trạng nó bị dính dơ theo thời gian. Đó, màng bass là màu sẫm, màu nâu sẫm nha, cũng là muốn loa luôn. Còn bên trên này, loa chép kèn thì chép xì, đó, đây là yếu tố của bao quay nha, để đủ bao quay. Và đặc biệt là con chép kèn này, nó có hỗ trợ tiếng loa mid mình ra nữa nha. Loa mid hay còn gọi là tiếng loa chung đấy anh em. Đó, khi mà anh em hát karaoke tiếng rất là nhẹ và nhạy. Tí xíu em sẽ tháo đột gan ra để cho anh em xem nội thất bên trong ba loa cũng như là phân tầng luôn nha. Thì bên đây cũng vậy, đó, có một chiếc lô mũi nó hơi nhanh một chút này, nó hơi nhanh một chút theo thời gian. Và bát nó cũng dính dơ, dính bụi bẩn nha anh em, nó theo thời gian. Nhưng mà được cái là chất âm nó còn zin và chất âm nó còn đúng như là trong loa là ok rồi. Còn lại như dính dơ hay là nó cũ kỹ theo thời gian thì nó là loa bái mà, nên mình cũng không quan trọng nha, mình chỉ quan tâm đến chất âm zin và cái độ sạch sẽ mang đến cho mình là ok. Rồi bên trên này loa chất kèn chất xì là đều zin hết nha anh em. Đó, em sẽ xoay xung quanh cho anh em xem này. Một chiếc Phi-Way của cái tem loa Ecam còn đầy đủ luôn, Ecam còn rất là đẹp, mặt sau mặt trước và bên hông. Rồi nó có một cái tem loa đây. Đó, đây là tem loa của Phi-Way 115 là mã model của loa nha. Rồi công suất maximum là 700W, trung bình đầu vào là 350W, có nghĩa là một nửa đó anh em. Trở kháng là 8 ohm, đường dụng bài jack 6 ly nha. Này như dư cái jack full này, đó chứ full là anh em ghim vô jack bên đây nha. Này, cái jack này, đó, cái jack này là full nha. Mình ghim một jack 6 ly vô là hát được rồi. Đó, và sản xuất tại bên Made in USA, dòng xịn của Mỹ luôn nha anh em. Dòng xịn Mỹ nào luôn đấy. Đó, và bên đây là nó có hai cái jack BM này, high và low, là mình có thể đánh B-way, có nghĩa là đánh chép với mid riêng hoặc là đánh loa bass riêng. Low là bass này, còn high là loa chép kèn và loa chép xì nha anh em. Đó, 8 ohm là trở kháng của loa, công suất là 700W là maximum, rất là lớn luôn. Và đây cũng vậy, hai bên đều như nhau nha anh em. Đó, những cặp loa này đẹp quá. Và tí xíu em sẽ tháo phân tầng, tháo loa bass, loa chép ra, chép xì luôn cho anh em xem cả đôi cả cặp nha anh em. Đó, hàng này hàng bao nhiêu bao xịn và hát karaoke là cứ gọi là bậc thầy thôi, đánh rất là hay. Và đặc biệt là tiếng của loa này nghe rất là sáng, rất là trong trẻo luôn, bass cũng khá là ok. Đó, dòng loa này dòng loa full nha, Phi-Way bass 30 này. Và trước khi tháo cam bên trong, em sẽ xin báo giá luôn là 18 triệu đồng em sẽ bao ship toàn quốc cho một đôi loa này. Đôi loa này nếu mà ship ra Bắc nó tầm khoảng 500-700 ngàn tùy theo độ nặng cũng như là xa gần nha anh em. Đấy, như cặp loa này là hát là mình không cần phải bán đâu, rất là 200 tầm tiền rồi. Đó, giá là 18 triệu đồng em bao ship toàn quốc cho anh em nha. Và ngay sau đây em sẽ mở ruột gan bên trong ra cho các bác xem ạ. Và đây là ruột gan của loa Phi-Way này các bác. Đó, sở hữu là ba quay nha, bass 40, loa chép kèn và loa chép xì. Em đã tháo nội thất ra rồi. Như mình thấy con chép xì của loa Phi-Way này rất là xịn sò và tương đối là khá là mới anh em ạ. Tại ở trên cái họng loa nó có một cái chữ đây. Đây là cái chữ Phi-Way Made in USA, dòng xịn của Mỹ luôn nha. Tại cặp Phi-Way của chép cổ loa này. À, đây là con chép bên trong là 450 nha, Phi-Way 22T, hàng xịn của USA luôn. Đây. Có dính dây điện. À, dây điện che rồi, đó, anh em xem. Đồ xịn của Mỹ nha anh em. Đó, đây là con chép kèn này. Và tiếp đến là con chép xì. Đó, chép xì đây. Đó, em đã tháo ốc ra sẵn rồi. Này, họng rất là đẹp và cổ tương đối là khá to, khá nặng luôn. Đó, hai cái cổ này như là nặng như nhau luôn anh em này. Nó rất là khó cầm một chút nha. Đây. Đó, em sẽ soi. Đó, soi cái đít cổ loa này, rồi cái từ, rồi cái xương loa, rồi họng loa, tất cả đều đẹp đều như 100% nha anh em. Đó, đây là cổ tép kèn và cổ tép xì. Còn ở phía bên trên đây là một cổ loa bass. Loa bass này là loa bass Phi-Way từ 220 cô 100 nha. Lõi cô bên trong, nó nằm ở bên trong nha anh em. Rồi đây là dây loa này, rồi màng loa và màng mắc số màng loa đây.
Đó, bát này là bát hàng xịn của Phi Vây này. Cái côn của đoàn là côn bên trong. Đấy, cái côn này mình soi như vậy cũng hơi khó thấy một chút anh em ạ. Nếu như mà ở ngoài mình sẽ nhìn thấy rõ hơn. Đó, đây là loa bát rồi và phần cái phần phần tầng bên trong đây. Đó, phần tầng bên trong này nè. Là em đã giặt ra một chút rồi. Đó, thấy có một con một cái cục cục này cục tăng phô nhỏ này dành cho loa bát. Rồi phần tầng này rất là to, hầu như là to hơn bàn tay luôn. Và tất cả những linh kiện là đều nằm ở mặt dưới nha anh em. Đó, tất cả các linh kiện đều nằm ở mặt dưới hết, mặt dưới đây này. Còn trên này chỉ là những cái đường đi của nó thôi, đường sơ đồ đi của phần tầng thôi. Đó, phần tầng cũng chi chít là nhiều linh kiện và khá là to, rồi bông tiêu âm nữa. Rồi, đây là ruột gan đây, ruột gan của loa bát và loa chép, rồi loa chép xì. Bên đây cũng vậy nha, hai bên đều như nhau anh em ạ. Đó, hai bên đều như nhau luôn. Và em vừa đóng tất cả các loa vô rồi. Như các bác thấy này trong video, mình có thể mua về hát hò, karaoke những ngày lễ, những ngày cuối tuần, hay là mình nghe nhạc, và đặc biệt là mình vừa chơi vừa trưng bày luôn. Cặp loa này nhìn cũng đẹp mắt các bác ạ, ba quay ba loa, vậy căng của loa cũng lại những góc cạnh thùng, rồi những mặt trước, mặt sau, mặt bên hông là còn đẹp nha. Em sẽ bao cặp loa này đẹp khoảng 90% ăn lên, cho các bác yên tâm mua về xài, vừa trưng bày vừa xài nha. Đó, và giá là 18 triệu đồng, em bao ship toàn quốc. Các anh chị các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em hàng toàn quốc ạ. Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt.